Rồi vâng, con Lê Thanh Minh Tùng xin kính chào tất cả các cô, chú, anh chị và mọi người trên đường live buổi sáng ngày hôm nay, ngày 5 Tây tháng 5 năm 2022. Và đây là cái clip Minh Tùng ghi hình nguội, con không có live trực tiếp. Thì cái buổi trò chuyện sáng ngày hôm nay thì con muốn truyền tải tới cho cô, chú, anh chị và mọi người hai nội dung. Thì nội dung thứ nhất là cái vấn đề đoàn luật sư Thiền Am có khiếu nại tới công an tỉnh Long An một số vấn đề, nhưng mà cái khiếu nại này á, thì có một số vấn đề mà cơ quan tỉnh Long An không trực tiếp giải quyết, và cái văn bản mà trả lời thì đoàn luật sư Thiền Am giấu đi cái những câu trả lời của phía cơ quan tỉnh Long An. Thì chúng ta thấy là chắc chắn rằng những câu trả lời này là gây bất lợi cho Thiền Am, mà nói hiểu rõ hơn là những câu trả lời của cơ quan tỉnh Long An này, nếu mà phía bên luật sư Thiền Am công bố ra cái văn bản trả lời đó thì chẳng khác nào công bố thêm cái tội danh của ông Lê Tùng Vân mà đang được điều tra. Và cái nội dung thứ hai Minh Tùng muốn gửi tới cô chú anh chị và mọi người, đó là cái nội dung Minh Tùng trả lời cho bà Lan Lưa Thưa. Và ở đây là ngày hôm qua em Lan Lưa Thưa chính thức công nhận Minh Tùng là con ruột của ông Lê Tùng Vân. Minh Tùng là sản phẩm lợn lưng của ông Lê Tùng Vân. Thì tại sao có cái vấn đề bà em Lan Lưa Thưa này, em này thì cho rằng Minh Tùng là một người ngu dốt, một người nói nhiều. Thì nếu mà em Lan Lưa Thưa á, mà cho rằng Minh Tùng ngu dốt thì chắc chắn em Lan Lưa Thưa này cho rằng em Lan Lưa Thưa rất là khôn, rất là thông minh. Cha mẹ của em Lan cũng như là dòng họ của em Lan sinh được em Lan, sinh được cái em Nguyễn Thị Lan ở Củ Chi này ra là cái phước đức 10 đời của dòng họ em Lan. Cho nên là có thể nói là em Lan thì rất thông minh, và cái sự thông minh của em Lan được thể hiện trong cái clip tối ngày hôm qua khi em Lan công nhận Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của ông Lê Tùng Vân, là sản phẩm lợn lưng. Rồi hai nội dung Minh Tùng muốn truyền tải tới cho cô chú anh chị và mọi người buổi sáng hôm nay với hai nội dung đó. Và bây giờ mình đi vào nội dung thứ nhất. Thì Văn thưa cô chú anh chị và mọi người, thì nội dung thứ nhất thì đây là một cái văn bản của công an tỉnh Long An gửi cho đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng luật sư Đặng Đình Mạnh thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta chỉ sơ lược qua thôi để không mất thời gian nha. Thì cơ quan tỉnh Long An này có trả lời một số vấn đề như sau. Thứ nhất là về cái nội dung tiếp nhận lá đơn á, thì ngày 23 tháng 3 năm 2022 thì cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An nhận được văn bản đề nghị giải quyết khiếu nại khẩn cấp ngày 4 tháng 3 năm 2022 của luật sư Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miến, Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh thông qua phiếu chuyển đơn ngày 9 tháng 3 năm 2022 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An. Văn bản có khiếu nại có chích yếu về việc luật sư đề nghị giải quyết các khiếu nại khẩn cấp về một số hành vi vi phạm quyền cơ bản của công dân theo hiến pháp và tố tụng hình sự trong vụ án khởi tố bị can cư trú tại Thiền Am bên bờ vũ trụ, tọa lạc tại địa chỉ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì chúng ta thấy thì cái vấn đề mà luật sư khiếu nại về cái quyền kháng khiếu nại về cái quyền mà vi phạm quyền cơ bản của công dân, thì Minh Tùng không rõ về luật, cô chú con không rõ về luật, tại vì con ngu con dốt mà con đâu có thông minh đâu có khôn như dòng họ bà Lan đâu. Thì vấn đề mà khiếu nại về quyền cơ bản con người thì mình không bàn luận tới, tại vì mình ngu mình dốt thì mình không bàn luận tới cái vấn đề đó. Rồi cái nội dung thứ hai kế tiếp nữa là ngày 28 tháng 3 năm 2022 thì cũng với cái đoàn luật sư này thì họ có khiếu nại là luật sư đề nghị xác minh và làm rõ nội dung trong bài báo phát hành ngày 7 tháng 3 năm 2022 đề cập đến thông tin có nội dung xuyên tạc bịa đặt trong vụ án thì Nga bên bờ vũ trụ tọa lạc tại địa chỉ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì cái nội dung này Minh Tùng sẽ phân tích như thế này. Thì đoàn luật sư khiếu nại nội dung trong bài báo phát hành ngày 7 tháng 3 năm 2022. Thì ở đây là đoàn luật sư là có cái sự lấp liếm, gian dối, xảo trá ở cái chỗ là
nếu mà khiếu nại đến cái bài báo mà phát hành ngày 7 tháng 3 năm 2022 mà khiếu nại cái nội dung xuyên tạc là xuyên tạc nội dung gì, thì đoàn luật sư gian dối, lấp liếm không có công bố cho mọi người biết là xuyên cái bài báo này xuyên tạc cái vấn đề gì trong Truyền Am, bịa đặt cái vấn đề gì trong Truyền Am. Thì cái phần sau của cái tờ giấy A4 này còn rất là nhiều tờ, thì đoàn luật sư Thiền Am này giấu những cái tờ giấy này đi. Ở đây là chỉ đưa ra là cho cộng đồng mạng, tức là dẫn dắt dư luận cho mọi người, cho dư luận xem á, là họ có kiến nghị về những một cái bài báo mà đề mà thông tin là xuyên tạc bịa đặt. Thì chúng ta thấy là thông tin, nếu mà đoàn luật sư á, mà làm việc rõ ràng, công chính liên minh, làm việc mà không sợ gì hết, thì phải cho cộng đồng mạng rõ, biết rõ nội dung mà luật sư khiếu nại nhà báo xuyên tạc là xuyên tạc với nội dung gì, mà bịa đặt là bịa đặt với nội dung gì. Nhưng mà buổi chiều ngày hôm qua thì chúng ta thấy là Nguyễn Văn Miến hay là ai á đứng trước cổng Trường Am thì có đọc lại cái văn bản, thì thêm một luật sư lấp liếm nữa, là luật sư này nói là mở rộng điều tra tội 331 chứ không phải là mở rộng điều tra các tội danh khác. Nhưng mà trong khi đó là có một bài báo của có chính đài công an, chính đài truyền hình của tỉnh Long An nói rõ là gia hạn tạm giam cái tám Thiền Am này để làm rõ thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì chúng ta thấy là luật sư này nè, đó, cái đám luật sư này nè, nó không dám công bố lên cái vấn đề đó mà nó lại tiếp tục lấp liếm. Nó chỉ nói là mở rộng điều tra thêm tội 331, tức là mở rộng trong nội dung tội 331. Nhưng mà chính đài truyền hình tỉnh Long An và một số bài báo vừa rồi công bố là sẽ mở rộng điều tra thêm về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì ở trong đây nội dung của cái đoàn luật sư này á, của cái đám luật sư này á, nó viết á, tụi nó viết á là phát hà, nó kiện bài báo phát hành ngày 7 tháng 3 là nội dung xuyên tạc và bịa đặt. Thì tối ngày hôm qua Nguyễn Văn Miến á, cái ông già già mà đứng trước cổng Thiền Am á, thì ông già này cũng nói á, là cơ quan công an tỉnh Long An đã trả lời là cái vấn đề mà thông tin trên mạng xã hội là vấn đề thông tin chung đó, được công bố rộng rãi ra, còn nhà báo nào mà cho rằng nhà báo nào xuyên tạc bịa đặt thì tự mà lên trên nhà báo đó mà khiếu nại đó, lên khiếu kiện nhà báo đó. Ở đây công an tỉnh Long An người ta không giải quyết, tại vì đó là những bài báo người ta viết đó. Thì nhưng mà ở đây á, Minh Tùng nói ở đây như thế này cô chú anh chị và mọi người, ở đây thì cái đám luật sư này á, tụi nó thì làm một cái văn bản là xuyên tạc bịa đặt, thì làm một cái vấn đề này á, nó làm giống như là cho dẫn dắt dư luận, chứ thật sự ra không cần phải kiện một nhà báo nào. Nếu mà thật sự mà những vấn đề trong Thiền Am, ví dụ vấn đề Minh Tùng nói nè, giả sư giả chùa giả mồ côi trục lợi từ thiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân, thì những cái này Minh Tùng nói hầu như là 3 năm nay. Nếu thật sự mà có những cái xuyên tạc bịa đặt vu khống Lê Tùng Vân, thì cái đám luật sư này không cần phải kiện nhà báo hay là khiếu kiện nhà báo, mà kiện thẳng trực tiếp Minh Tùng. Mà hầu như là đoàn luật sư đó, rồi cả bản thân nhà Lê Tùng Vân hầu như không kiện Minh Tùng vấn đề này. Theo Minh Tùng nghĩ thì cái vấn đề mà kiện nhà báo thì họ kiện được, bởi vì họ có thể nói là nhà báo anh như thế này như thế kia, anh không biết nọ mà anh đưa tin như thế này như thế kia thì kiện được. Còn tại sao không kiện Minh Tùng được? Tại vì nếu kiện Minh Tùng thì buộc Lê Tùng Vân phải giám định tất cả ADN hết. Tại vì rõ ràng như cô chú anh chị và mọi người thấy cái vấn đề mà của con Bùi Ngọc Xuân á, mà Bùi Ngọc Xuân nói là Trần Quốc Vũ vu khống nó đẻ chữa vậy á, mất chinh vậy á, vú chạy sữa. Thì cơ quan công an huyện Đức Hòa, sở tại chỗ đó cũng yêu cầu con Bùi Ngọc Xuân đi giám định để mới chứng minh được là con Bùi Ngọc Xuân còn chinh hay không, nó có đẻ hay không. Đó thì cái vấn đề Minh Tùng nói Lê Tùng Vân lộn lưng, nó giả mồ côi 7-8 bà vợ 11 đứa con. Thì nếu mà Lê Tùng Vân kiện hay là đoàn luật sư kiện thì buộc phải giám định ADN mới chứng minh được. Chứ không lẽ bây giờ Minh Tùng ra Minh Tùng nói ông Lê Tùng Vân lộn lưng nè, ông Lê Tùng Vân ngủ với bà Đài, bà Hiền ngủ với Quyền Trang, Kỳ Duyên. Thì bản thân Minh Tùng nói được thì Minh Tùng chứng minh được. Mà cái chuyện Minh Tùng chứng minh được hay không á, là cái chuyện Minh Tùng nói với cơ quan,
Minh Tùng không có nhiệm vụ chứng minh trên mạng đó, thì nếu mà Lê Tùng Vân chối hết thì buộc phải đưa tới giám định. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà bản thân Lê Tùng Vân, bản thân Huyền Trang, Kỳ Duyên và mẹ ruột của hai đứa này là bà Đài, bà Cúc, lẫn luôn cả cái đám luật sư Thiền Nam, hầu như không ai dám kiện Minh Tùng. Ngay cả thằng Lê Thanh Minh Tú cũng không dám kiện Minh Tùng. Mặc dù Minh Tùng đi đâu, làm gì, địa chỉ cho rất là rõ ràng. Đó, thì đó là nội dung thứ nhất Minh Tùng muốn truyền tải tới cho cô chú anh chị và mọi người. Thì nội dung thứ hai, Minh Tùng tìm nội dung thứ hai á, thì Minh Tùng muốn truyền tải tới tiếp cho cô chú anh chị và mọi người. Nội dung thứ hai á, là cái nội dung bà Lan bả thừa nhận Minh Tùng là con ruột của Lê Tùng Vân mà là sản phẩm lòn lưng. Bởi vì chiều ngày hôm qua chính miệng bà Lan bả nói tại sao Minh Tùng là con ruột của ông Lê Tùng Vân là sản phẩm lợn lưng, mà Minh Tùng cảm Minh từ khi Minh Tùng nói mà Minh Tùng không cảm thấy mắc cỡ, không cảm thấy nhục, mà Minh Tùng còn lại cười đó. Minh Tùng lại còn cười đem cái chuyện xấu xa trong gia đình ra nói trên mạng xã hội. Thì bà Lan đưa thưa này, bà nói con này thì chẳng khác nào bà thừa nhận Minh Tùng là con ruột của ông Lê Tùng Vân, mà Minh Tùng là sản phẩm lợn lưng của ông Lê Tùng Vân. Tại vì bà Lan mới nói à, Minh Tùng nó lên nó nói nó là sản phẩm lợn lưng mà nó ngồi nhăn răng nó cười. Minh Tùng nó nói nó là sản phẩm lợn lưng mà nó không biết nhục, nó không biết quê, nó đem cái chuyện xấu của trong gia đình nó ra nó khoe. Thì chẳng khác nào bà Lan nó thừa nhận Minh Tùng là con ruột của ông Lê Tùng Vân, là sản phẩm lợn lưng của ông Lê Tùng Vân. Thì ở đây Minh Tùng trả lời với cô Lan, với em Lan như vậy, với em Lan đưa thưa như vậy, em Nguyễn Thị Lan ở Củ Chi ha. Thì Minh Tùng nói với em Lan như vậy, cái vấn đề mà Minh Tùng lên Minh Tùng nói Lê Thanh Minh Tùng là sản phẩm lợn lưng của ông Lê Tùng Vân á, là cái chuyện của Minh Tùng. Minh Tùng thích nói gì là Minh Tùng nói. Bây giờ Minh Tùng nói ông Lê Tùng Vân, bây giờ Minh Tùng nói Minh Tùng là con của ông tổng thống này hay tổng thống kia cũng là cái chuyện của Minh Tùng. Xã hội không có ai cấm cái chuyện đó. Đó. Mà ở đây á, cô Lan nói, bà Lan á, em Lan lơ thưa nói á, em Lan lơ thưa nói là Minh Tùng không biết nhục, không biết quê, lên khoe là sản phẩm lợn lưng mà còn nhăn răng cười, nó còn đem cái chuyện xấu trong gia đình ra khoe. Thật sự nó có gì đâu mà quê, sản phẩm lợn lưng không có gì quê hết, bản thân Minh Tùng không có gì quê, mà cái người quê mới là cái người quê nhất là ai, là Lê Tùng Vân. Bởi vì sao? Lê Tùng Vân nó cạo cái đầu, nó thấy cái đầu nó không cạo chọc lóc đó, nó ngồi chởm chệ như ông vua chúa đó. Nó ngồi nó tụng kinh, nó niệm Phật giả tạo, rồi tối nó chui vô hán em gái ruột của nó, và cuối cùng đẻ ra Minh Tùng. Thằng nào nhục thì dĩ nhiên Lê Tùng Vân nhục nhục chứ làm sao Minh Tùng nhục, làm sao Minh Tùng quê. Minh Tùng ngu dốt thiệt, nhưng mà Minh Tùng biết con gái của mình đẻ ra mình phải nuôi dưỡng, nuôi khôn lớn nên người đó, chị dâu của mình phải kính trọng, mình dạ thưa em vợ của mình, em gái vợ của mình cũng phải biết tôn trọng. Còn như nó như em ruột của mình cũng phải biết thương yêu đó. Còn như Lê Tùng Vân sao cạo cái đầu chọc lóc, nó bẩn áo chàng áo khoác cà sa, đúng không em Lan, đi chui vô háng em ruột của mình, cài cuốc trong đó, mò mẫm trong đó, liếm láp hủi hít trong đó, rồi rốt cuộc làm cái gì, đẻ ra Lê Thanh Minh Tùng. Vì đứa nào nhục dĩ nhiên là Lê Tùng Vân nhục, đứa nào quê dĩ nhiên là Lê Tùng Vân quê. Chứ Minh Tùng làm gì Minh Tùng quê, Minh Tùng đâu có thực hiện hành vi đồi bại, Minh Tùng đâu có thực hiện hành vi lộn lưng. Minh Tùng là sản phẩm thôi, Minh Tùng là nạn nhân thôi. Nếu như ngày xưa mà Lê Tùng Vân rất là khôn, tại vì bà Lan mới nói Minh Tùng ngu, đúng rồi Minh Tùng ngu, nhưng mà cái ngu của Minh Tùng á là Minh Tùng chòi cái đầu ra ngoài, còn cái khôn của Lê Tùng Vân á là Lê Tùng Vân chơi em gái của mình để làm cái gì, để đẻ ra con. Tại vì thời điểm đó Lê Tùng Vân đâu có tiền đó, thời điểm nó chưa có đệ tử nữa đó. Đi chơi gái thì phải tốn tiền, mà đi chơi gái mà đem cái đầu chọc lóc như vậy vô trong mấy chỗ điếm đàn để chơi, vô mấy cái động đỉ chơi á, thì mấy con đỉ sẽ hỏi ủa sao sao thầy tu mà đi chơi đỉ, thì quê làm sao, ở nhà phải quan hệ với em gái của mình, em gái ruột của Lê Tùng Vân và đẻ ra Minh Tùng, thì ai quê ai nhục, ai quê ai nhục, dĩ nhiên là thằng Lê Tùng Vân nhục. Mà bây giờ nhục nhất là Lê Tùng Vân. Bây giờ Lê Tùng Vân đâu có làm gì được Minh Tùng đâu, đi thua cũng thua không được, đi kiện kiện cũng không được. Mà bây giờ chửi Minh Tùng sức đâu chửi nữa, hơi đâu chửi. Mà bây giờ cái đám đệ tử Lê Tùng Vân cũng không dám đụng tới Minh Tùng đó, đám con của Lê Tùng Vân cũng không dám đụng tới Minh Tùng.
ngay cả dòng họ ông Lê Tùng Vân, anh em ruột cô dì chú bác cũng không dám đụng tới Minh Tùng. Vậy thì ai nhục? Hỏi em Lan đưa thua, ai nhục? Ai nhục? Thì dĩ nhiên là ai nhục? Dĩ nhiên là Lê Tùng Vân là thằng nhục. Chứ Minh Tùng làm gì quê, Minh Tùng làm gì nhục? Đúng không? Người ta chửi mình hàng ngày, hàng năm, hàng tháng, mình không làm gì được người ta. Minh Tùng chửi Lê Tùng Vân mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mà Lê Tùng Vân không làm gì được Minh Tùng, ai nhục, ai quê? Dĩ nhiên là Minh Tùng không quê. Rồi, tiếp tục để trả lời cho bà Lan nghe. Bà Lan mới lên mới thắc mắc, em Lan đưa thua lên thắc mắc, tại sao cái ngày mà khám xét Thiền Am, sau khi khám xét xong thì không ai được vào Thiền Am mà Minh Tùng lại được vào, được đem đồ ăn vào. Em Lan cái dòng họ em Lan đẻ em Lan ra là dòng là phước đức 10 đời, tại em Lan nói Minh Tùng ngu. Đúng rồi, Minh Tùng rất là ngu, em Lan rất là khôn. Dòng họ em Lan tu 10 kiếp mới đẻ ra được em Lan. Thì em Lan hỏi con này cũng như thì hỏi con này, bây giờ hỏi em Lan khôn hay em Lan ngu? Nếu em Lan khôn thì em Lan phải biết cái câu trả lời của Minh Tùng là tại sao Minh Tùng được vô Thiền Am trong cái ngày khám xét đó. Dĩ nhiên thôi, dĩ nhiên Minh Tùng là con của ông Lê Tùng Vân thì Minh Tùng được vô vậy thôi. Ủa, Lê Thanh Minh Tú cũng được vô vậy, vậy sao Minh Tùng cũng được vô? Hả? Vì Minh Tú là gì? Ông Tú là ông nội của Lê Tùng Vân hả? Nếu mà Minh Tú là ông nội của Lê Tùng Vân thì Minh Tùng là ông cố nội của ông Lê Tùng Vân. Ủa tại sao Minh Tú vô không ai hỏi mà Minh Tùng vô lại được hỏi? Trong khi đó Minh Tú và Minh Tùng đều là người sống hợp pháp trong trong gọi là trong gì ta, trong trại thánh đức. Rõ ràng. Nhưng mà bây giờ Minh Tùng được vô để Minh Tùng trả lời cho bà Lan. Đầu tiên nè, câu đầu tiên với là tại sao Minh Tùng được vô? Minh Tùng là con của ông Lê Tùng Vân. Còn nếu mà câu với lại Minh Tùng là con của Lê Tùng Vân không phục, tức là bà Lan cảm thấy cái câu em Lan cảm thấy câu trả lời Minh Tùng là con Lê Tùng Vân được vô, bà Lan cảm thấy câu trả lời này không hay, không xứng đáng, thì Minh Tùng trả lời câu khác, Minh Tùng là ông nội của Lê Tùng Vân. Đó. Minh Tùng là cha của Lê Tùng Vân. Minh Tùng là ông cố nội của Lê Tùng Vân, cho nên Minh Tùng được đi vào đó. Được không bà Lan? Giờ bà Lan làm gì Minh Tùng? Đi thua đi. Em Lan làm gì? Đi thua đi. Đó, đoàn luật sư Thiền Am làm gì Minh Tùng? Đi kiện đi. Kiện coi tại sao ngày đó Minh Tùng vô được. Có gì đâu. Tại sao Minh Tùng lại vô trong những ngày đó? Thì Minh Tùng thương cha Minh Tùng, cha Minh Tùng ăn ăn cha Minh Tùng cả đời ăn thịt gà, ăn thịt heo, đó. Ăn 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 cá, ăn mắm. Đó. Thậm chí là cái lờ của đàn bà Lê Tùng Vân còn hả họng ra ăn được, còn nuốt được. Thì thứ gì Lê Tùng Vân ăn không được. Thì mấy ngày cách mấy ngày khám xét niêm phong thì Lê Tùng Vân đói, cái lờ thì trong trong nhà có sẵn rồi, cái lờ con Quyền Trang, cái lờ con Kỳ Viên, cái lờ trong nhà thì Nam có rất là nhiều, Lê Tùng Vân muốn ăn giờ nào không được, tối vô tối búng tay cái lờ đưa tới miệng hả họng ra ăn thôi. Nhưng mà thèm thịt heo sao có ăn, thèm thịt vịt quay sao có ăn, gà quay heo quay cá tôm sao có ăn. Thì Minh Tùng thương cha Minh Tùng mà thấy cha mình thèm thịt quay heo quay, Minh Tùng đem heo quay vô cho Lê Tùng Vân ăn, được không em Lan? Được không? Tôi là con, tôi biết cha tôi thèm heo quay đó, tôi biết cha tôi thèm thịt vịt quay, tôi biết cha tôi thèm cá, thèm hải sản, thèm tôm cua cá mực, tôi đem vô cho cha tôi ăn được không? Còn cái chuyện cha tôi ăn có chết thì cũng kệ mẹ ổng, ổng có chết cũng kệ bà ổng, ổng sống làm chi vậy? Ổng sống chi mà ổng ăn, ổng chỉ biết nghĩ tới cái lờ, ổng ham tới cái lờ thôi. Cái lờ của em gái mình ổng còn đẻ ra ổng chơi được, đẻ ra Minh Tùng. Cái lờ của con ruột ổng, Quyền Trang Kỳ Chiến mình còn còn chơi được. Thì ăn chi vậy? Sống chi, sống dai quá vậy? Bây giờ Minh Tùng đem vô ăn chết thì trốn. Vậy thôi, ủa cha Minh Tùng mà. Đâu phải cha của em Lan đâu mà em Lan lo quá vậy. Lê Tùng Vân đâu phải cha của em Lan đâu. Đâu có dính líu gì tới dòng họ của em Lan đâu mà em Lan lo cho Lê Tùng Vân dữ vậy. Ủa, Lê Tùng Vân, Minh Tùng là con Lê Tùng Vân mà. À, nói đúng ra, Minh Tùng còn tính đem gái vô cho Lê Tùng Vân ăn nữa. Tại vì mấy cái lờ trong đó Lê Tùng Vân ăn hoài, nó chán. Đó. Lờ bà Hiền, cái lờ của bà Đài nó già rồi, nó nhăn nheo rồi, hôi thối rồi. Còn lờ Quyền Trang với lờ con Kỳ Viên, vợ đẻ ba bốn đứa rồi, cũng hết ngon rồi, ăn đâu có ngon nữa. Nó tính đem gái vô cho Lê Tùng Vân ăn. Đó, gọi là ăn heo quay xong, ăn vịt quay xong, ăn cá xong, đem gái vô cho Lê Tùng Vân ăn tráng miệng. Nhưng mà ngặt nghèo cái gái nó không chịu.
gái nó không chịu, chứ nó chịu là bữa đó chở gái vô cho Lê Tùng Vân ăn rồi. Cái chuyện Minh Tùng vào thì nghe, lúc mà khám xét không cho ai vào, thời điểm sau là cái chuyện của Minh Tùng. Minh Tùng là con Lê Tùng Vân, còn không là con Lê Tùng Vân thì Minh Tùng là cha của Lê Tùng Vân, là ông cố nội của Lê Tùng Vân. Rồi Minh Tùng trả lại bà Lan vậy, bà Lan cảm thấy làm sao, em Lan đưa thưa, em Nguyễn Thị Lan cảm thấy như thế nào, rồi làm gì Minh Tùng đi kiện đi, đi thưa đi, muốn luật sư thưa đó, muốn luật sư thưa chúng đó, đúng không em Lan? Rồi ở đây Minh Tùng nhắc lại một lần nữa, bắt đầu bà là em Lan nói làm sao, nó Minh Tùng nói những đứa khác là sản phẩm lận lưng. Minh Tùng nói bao nhiêu lần rồi, Huyền Trang đó, nó sinh hai đứa là sản phẩm lận lưng, chết một đứa, còn phần con Kỳ Duyên đó là bí mật quốc gia, con nhỏ nó sinh bao nhiêu đứa và chết bao nhiêu đứa. Thầy cứ để cho câu chuyện của Lê Tùng Vân đi, điều tra xong xuôi hết rồi tự cơ quan chức năng người ta sẽ công bố cho mọi người biết. Ở đây Minh Tùng không được phép công bố bí mật quốc gia. Còn cái chuyện con Huyền Trang mà nó đẻ hai đứa chết một đứa thì rất là nhiều người biết đó, còn chuyện con Kỳ Duyên là bí mật quốc gia, cho nên là vẫn phải để cho cơ quan điều tra người ta thông tin sau này đó. Minh Tùng lặp lại lần nữa nha, bé Lê Thanh Minh Chiết là con của Huyền Trang, bé Lê Thanh Pháp Tâm, bé Lê Thanh Nghi Tâm là con của Kỳ Duyên, ba đứa này là sản phẩm lận lưng, có hai người mẹ là con ruột của ông Lê Tùng Vân, vừa là con ruột của Lê Tùng Vân vừa là vợ của Lê Tùng Vân. Thì bây giờ em Lan làm gì Minh Tùng? Em Lan nói làm sao, cơ quan pháp luật tới bây giờ chưa thấy xử lý vấn đề lận lưng, chưa thấy gì hết mà Minh Tùng ngồi nói hoài. Cái chuyện cơ quan pháp luật ấy, xử lý lận lưng hay không á, là cái chuyện của cơ quan pháp luật. Còn cái chuyện Minh Tùng thích nói Lê Tùng Vân lận lưng là Minh Tùng nói, Tùng không cần bằng chứng. Bây giờ Tùng nói Lê Tùng Vân ngủ với Quyền Trang được không, ai làm gì Minh Tùng? Bây giờ Minh Tùng nói Lê Tùng Vân ngủ với Kỳ Duyên đó, lột quần con Kỳ Duyên ra chơi đó, ai làm gì Minh Tùng? Tôi không cần bằng chứng. Minh Tùng không cần bằng chứng, em Lan, em để nói cho em Lan hiểu như vậy, Minh Tùng không cần bằng chứng. À, Minh Tùng thích thì Minh Tùng nói. Rồi đoàn luật sư Thiên Nam đi kiện đi, nói Minh Tùng bịa đặt xuyên tạc vu khống ông Lê Tùng Vân đi. Em Lan đưa thôi, đi 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 kiện đi. Đó, thấy em Lan binh anh Lê Tùng Vân quá mà. Em Lan đưa thưa binh em Lê Tùng Vân quá thì vô đi kiện đi, kêu Lê Tùng Vân ủy quyền cho em Lan đi kiện đi. Đó, hình ảnh Minh Tùng để Huyền Trang cái Kỳ Duyên chụp hình chung trên trên cái này, trên cái clip này nè, đem đi kiện. Đó, nghe mới vừa rồi nghe nói là Thiền Am lập một số vi bằng để kiện những YouTube xuyên tạc bịa đặt vu khống. Trời ơi trời, làm chi cực vậy là em Lan? Em làm chi em cực vậy? Nói với đoàn luật sư làm chi cho cực, kiện mình Minh Tùng đủ rồi, kiện một mình Minh Tùng thôi, đừng kiện ai hết, đừng kiện ai hết, đừng kiện ai hết, kiện một mình Minh Tùng là ok đó. Minh Tùng nói Lê Tùng Vân là lột quần bà Hiền, lột quần bà Đài ra chơi, lột quần Quyền Trang, lột quần Kỳ Duyên ra chơi đó. Mà chúng ta thấy là trong 3 năm nay á, thì có thể nói mà ở đây mình xin lỗi Trần Minh Toán nha, ở đây mình xin lỗi Trần Minh Toán trước, đúng ra mình không muốn nhắc lại nhưng mà thôi, trước khi nhắc lại thì mình xin lỗi. Thì ở đây trong cái vấn đề câu chuyện Thiền Am thì chúng ta thấy là về cái phía mà nói về Lê Tùng Vân chưa có ai bước ra tòa, chưa có ai đứng ra tòa, cũng như chưa có ai bị khởi tố hình sự về vấn đề mà nói về Lê Tùng Vân. Nhưng mà về phía bảo vệ Lê Tùng Vân thì đã có Trần Minh Toán, Trần Minh Toán đã phải bước chân ra tòa. Bây giờ cái mức án của Trần Minh Toán là án treo hay là án ở, cái vấn đề đó không quan trọng, không quan trọng. Nhưng mà quan trọng, ủa tại sao lên tiếng bảo vệ Lê Tùng Vân mà lại bị đứng ra tòa để tòa xử đó, tại sao kỳ vậy? Trong khi ở đây Minh Tùng nè, tới bây giờ chưa có gọi là một cái gọi là bị truy tố hình sự hay là khởi tố hình sự gì về Lê Tùng Vân, về nói về Lê Tùng Vân chưa có. Bà em Lan cảm thấy nhục không, em Lan cảm thấy quê không? Em lên em nói Minh Tùng như thế này, Minh Tùng như thế kia, Minh Tùng như thế nọ, nhưng Minh Tùng vẫn bình thường. Minh Tùng vẫn ngồi nói Lê Tùng Vân lọn lưng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả sư giả chùa, giả mồ côi, trục lợi từ thiện. Rồi ai làm gì Minh Tùng? Nhà Lê Tùng Vân cũng không dám đụng tới cọng lông chân Minh Tùng, mà fan của Thiền Am cũng không dám đụng tới Minh Tùng luôn. Chúng ta thấy, nói cho em Lan nghe nè,
cái đám mà bảo vệ Linh Vân là cái đám chết nhát, hiểu không? Cái đám chỉ giỏi cái mỏ thôi. Như cái cửa hàng cũ của Minh Tùng á, ở bên Bình Long á, mới vừa kéo cửa thôi, đóng cửa mà, tại vì mình chuyển đi địa chỉ mới, thì bắt đầu Phan Thiền Nam á, 4 5 mạng xuống quay cái cửa hàng đóng cửa rồi, nó trời ơi, Minh Tùng trốn rồi. Ủa sao lúc Minh Tùng mở cửa hàng không ai dám tới kiếm Minh Tùng, mà ta kéo cửa ta về đi chỗ khác, cái lại quay trời ơi, đây cửa hàng đây Minh Tùng trốn rồi, tới đó kiếm cái gì, kiếm coi Minh Tùng có ỉa bãi nào trong đó không, đừng hốt đi về hay gì, hốt về ăn phải không? Mấy đứa mà tới quay cửa hàng á, đây nè địa chỉ mới của Minh Tùng nè, đó số 9 nè, đường số 3 phường Bình Hưng Hòa nè, quận Bình Tân nè, tới đây kiếm Minh Tùng. Bả nói thẳng luôn, nói thẳng một câu là nói cho em Lan nghe, cái Phan Thiền Nam á chỉ có mình Thánh Khờ là có cái bản lĩnh thôi, Thánh Khờ là bản lĩnh thật sự, dám mò tới cửa hàng ngồi nói chuyện trực tiếp với Minh Tùng thôi. Còn nói về bà Lan Lư Thưa, nói về em á Lan chích nhát như con thỏ đế vậy đó ha. Nói về Trần Minh Toán cũng vậy. Quên, xin lỗi Trần Minh Toán, mình nói mình không nhắc tới nữa, quên. Xin lỗi Trần Minh Toán nha. Nói về bà Lan Lư Thưa, em Lan chết chích nhát như con thỏ, dám mò đầu tới gặp Minh Tùng sao dám. Bà Huệ hồi đó đó, lúc trước cổng tỏ gặp Minh Tùng nó né 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 đi chỗ khác, ngồi úp mặt xuống cái háng gì ngay chỗ cái gối á, ai dám mò tới tìm Minh Tùng đó. Rồi Hòn Ngọc Biển Đông đồ cho ơi, tới tới Minh Tùng tiếp hết, tới đi anh Tùng tiếp hết, anh Tùng tiếp mấy em hết đó, địa chỉ mới có rồi đó. Trời ơi, mới vừa thấy phong phanh người ta dọn dẹp cửa hàng, trời ơi Minh Tùng trốn rồi, về cửa hàng rồi nè, địa chỉ mới nè, qua qua quận Bình Tân kiện em Lan ơi, em Lan qua quận Bình Tân kiện, quận Bình Tân rất là ngon, tại vì Bình Tân á là của Bình Chánh tách ra, ngày xưa huyện Bình Chánh tách ra làm hai, là bây giờ chia ra là quận Bình Tân đó, thì chắc chắn những cán bộ mà ngày xưa làm ở huyện Bình Chánh, những năm sau này thì khi tách huyện Bình Chánh ra làm quận Bình Tân, thì chắc chắn những cán bộ huyện Bình Chánh sẽ biết rất là rõ về Lê Tùng Vân này, mà thưa về quận Bình Tân là ngon ăn, quận Bình Tân xử lý liền đó. Lan, em nói với đoàn luật sư của bên em á, đừng có kiện cáo nhà báo gì hết trơn á, đi kiện anh Tùng nè, nói anh Tùng á vu khống Lê Tùng Vân loạn lưng, vu khống Lê Tùng Vân lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả sư giả chùa giả mồ côi. Anh là làm YouTube nay là gần 3 năm rồi Lan, hầu như không có cái clip nào mà anh xóa hết, anh đều để y nguyên vậy hết trơn á. Đó, đi kiện anh nè, bản lĩnh cứ đi kiện anh đó, địa chỉ số nhà anh kiện đi. Còn cái chuyện em nói cơ quan chưa xử lý tới nay thì chưa này chưa kia, cơ quan không có nói không gì hết, Lê Tùng Vân vô tội, cái chuyện cơ quan không xử lý là cái chuyện của cơ quan. À, cơ quan chức năng người ta chậm là cái chuyện của cơ quan chức năng. Anh nói đây anh không có cần gì, không mấy mấy bữa trước thì có một số người nói tòa án chưa kết luận là chưa có tội, cái chuyện là chuyện của tòa án, anh Tùng không có quan tâm, anh Tùng sống anh Tùng không có quan tâm tới vấn đề gì hết. Cơ quan chức năng có kết tội hay không là chuyện của cơ quan chức năng, cơ quan có xử lý hay không hoặc xử lý chậm là chuyện của cơ quan chức năng. Tòa án có tuyên án Lê Tùng Vân có tội hay không hay là vô tội là cái chuyện của tòa án. Còn anh thích là anh nói, anh không cần bằng chứng, anh cũng chả cần phải chứng minh, anh cũng chả cần phải gọi là diễn thuyết lập luận gì hết. Bây giờ anh thích, anh nói Lê Tùng Vân lột quần bà Đài bà Hiền ở chơi, ai làm gì anh, đúng không Lan? Bây giờ anh thích, anh nói Lê Tùng Vân chui vô hán con Huyền Trang Kiều Duyên làm gì anh? Bây giờ anh thích là anh nói anh không cần bằng chứng, anh không cần bằng chứng, anh không cần chứng minh, anh cũng không cần dẫn chứng. Bây giờ anh buồn quá anh lên anh nói vậy đó, rồi ai ai đâu ai bắt anh bỏ tù thử rồi. Em đi thưa đi, em Lan em đi thưa đi, rồi kêu đoàn luật sư đi thưa anh đi, kêu Lê Tùng Vân đồ Quyền Trang Kỳ Duyên, kêu bà Hiền bà Đài đi thưa anh đi. Trời ơi, anh mong muốn cái điều này là mấy năm nay rồi, không ai thưa hết trơn á, toàn là nói vòng vòng rìa ở ngoài không à. Đó, thì anh hôm nay anh trả lời cho em Lan như vậy, một lần nữa anh trả lời cho em Lan là tại sao vấn đề Thiền Nam mà anh lại được có những cái ưu tiên, có những cái được người ta không được mà tại người tại gì người ta không được mà tại sao anh được, thì anh trả lời một câu cuối cùng cho Lan nghe như thế này: anh là con của Lê Tùng Vân cho nên mọi vấn đề Thiền Nam anh được ưu tiên. Còn nếu cái câu mà anh trả lời anh là con Lê Tùng Vân em cảm thấy không
không, em không thấy câu trả lời này không phục. Em cảm thấy câu trả lời này không xứng đáng thì anh trả lời câu khác. Anh là ông cố nội của ông Lê Tùng Vân, anh là cha của Lê Tùng Vân, cho nên mọi việc của Lê Tùng Vân anh được ưu tiên, hiểu không? Lê Tùng Vân bây giờ là chỉ có lấy cái đầu của Lê Tùng Vân làm cái ghế ngồi cho anh thôi, hiểu không? Mặc dù anh là con của Lê Tùng Vân, anh nói với Lê Tùng Vân như vậy á, anh nói về Lê Tùng Vân như vậy là anh hổn, anh bất hiếu. Nhưng mà thà là anh hổn, thà là anh bất hiếu, chứ anh không bao giờ chấp nhận có một thằng cha mất dạy như Lê Tùng Vân, một thằng cha lộn lưng, một thằng cha lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một thằng cha giả sư giả chùa giả mồ côi, một thằng cha đem phụ nữ đàn bà ra làm nô lệ tình dục. Thà anh mang tội bất hiếu chứ anh không chấp nhận một cái thằng cha như vậy, một thằng cha khốn nạn á, một thằng cha mất dạy trong xã hội như vậy. Thà là anh mang tiếng bất hiếu, nói anh nói cho em Lan nghe như vậy. Tóm lại một câu, anh là ông cố nội của cha anh là Lê Tùng Vân. Tại vì Lê Tùng Vân từng nói một câu, Lan nhớ hồi xưa Lê Tùng Vân nói sao, ai trả lời được cái câu gì của Lê Tùng Vân thì người đó là sư phụ của Lê Tùng Vân. Thì anh trả lời được cái câu mà ngày xưa Lê Tùng Vân hỏi trên một cái like của fan năm của kênh Năm Chú Tiểu đó, anh trả lời được rồi đó. Lê Tùng Vân ngậm cái họng câm cái mồm, thì có phải anh là sư phụ Lê Tùng Vân không? Mà ta nói sư phụ là cha là mẹ là ông cố nội, thì anh là cha của Lê Tùng Vân, là ông nội của Lê Tùng Vân, là ông cố nội của Lê Tùng Vân. Cho nên là em đừng hỏi ở tại sao người này không được người kia không được mà anh được, tại vì anh là ông cố nội của Lê Tùng Vân hả? Em hiểu không em Lan? Cho nên em nói em khôn hơn anh thì em đừng có đặt những câu hỏi như vậy. Tại vì em đặt những câu hỏi như vậy anh trả lời á, em tức, em hối máu, tội nghiệp em. Tại vì em thần tượng Lê Tùng Vân, em tôn thờ Lê Tùng Vân, em bảo vệ Lê Tùng Vân. Còn anh thì anh chửi Lê Tùng Vân, chửi Lê Tùng Vân như chửi một con chó mà không ai làm gì được anh, thì em rất là tức. Em anh không có chửi em, anh chửi em làm gì? Anh thương em mà Lan, đúng không? Tình yêu mà tình yêu không có tính tuổi tác. Có người ta có quyền thổ lộ một tình yêu với một người khác, xã hội pháp luật không ngăn cấm. Thì anh thấy em vậy anh thương, anh yêu anh mến, anh thiết em, thì đã thiết đã yêu đã mến thì tại sao phải chửi em? Mà cái vấn đề của anh với em đâu có thù oán gì đâu, anh chửi em làm gì? Cho nên là anh không có chửi em làm chi, mà anh chửi thằng cha khốn nạn Lê Tùng Vân thôi. Cho nên em đừng có đặt câu hỏi với anh liên quan tới gì Lê Tùng Vân, tại vì Lê Tùng Vân là bây giờ là dưới trướng của anh, Lê Tùng Vân bây giờ là dưới hán của anh. Cho nên khi em đặt, em nói em khôn hơn anh thì em hãy đặt những câu hỏi nào cao siêu hơn, khó khăn hơn, làm khó anh thì em hãy đặt. Còn em đặt những câu hỏi bình thường như vậy, anh ngồi anh chửi cha anh chửi thằng Lê Tùng Vân á thì kỳ lắm, tức lắm. Mất công khán giả em hỏi, ủa sao thằng Tùng nó chửi cha nó như vậy mà không thấy ai bắt, không thấy ai kêu nó lên xử lý hình sự, không kêu ai, không ai, không bỏ tù nó, thì em cũng khó lời trả lời khán giả. Cho nên á, anh khuyên em một câu gì nè Lan, chuyện của em cứ làm, chuyện anh cứ làm, em đừng có đặt câu hỏi gì cho anh hết. Nguyên tắc của anh là anh không chửi ai hết, anh chỉ chửi thằng cha Lê Tùng Vân khốn nạn thôi, chứ anh không chửi ai hết. Tại vì trên đời này không có thằng cha nào mà khốn nạn hơn thằng cha này hết đó. Thà anh mang tiếng bất hiếu mà anh phải đập đầu thằng cha của mình để cho xã hội nó yên bình, đập đầu thằng cha mình như là đập đầu con cá lóc vậy á, thì như vậy thì nó mới yên bình cho xã hội, nó mới trả lại được cái xã hội cho yên bình. Chứ không mà để thằng cha này như vậy hoài, nó sẽ quậy hoài, xã hội sẽ không chịu nổi. Mà Lan biết không em, mỗi lần anh chửi cha anh xong á, anh tắt máy á, là anh phải đi tụng kinh sám hối á Lan, khổ lắm em. Chứ không phải là anh chửi xong rồi anh tắt máy ngồi nhăn răng cười. Ở chỗ anh ở á, bên trái là nhà thờ mà bên phải là nhà chùa. Sáng á là 3:30 là anh nghe tiếng chuông chùa đó, 4:30 là anh nghe tiếng chuông nhà thờ. Mà hãy anh nghe tiếng chuông chùa là anh phải thành tâm sám hối, tại vì anh chửi cha anh quá anh phải sám hối. Nhưng mà không chửi không được em, tại thằng cha mình nó mất dạy quá phải chửi nó đó. Rồi 4:30 nghe tiếng chuông nhà thờ thì anh hỏi đạo công giáo, nhưng mà mình vẫn hiểu cái đạo công giáo là vẫn hướng dẫn tới cho con người ta sống tốt, thì anh nghe tiếng chuông nhà thờ anh cũng phải sám hối một lần nữa. Mặc dù anh biết
chửi cha là không được, nhưng mà thằng cha mắc dạy quá không chửi không được em. Tại thằng cha mình nó sống nó nghĩ tới cái lờ, nó ham cái lờ thôi. Thì để anh sắp xếp một thời gian, anh sẽ làm một cái like gửi tới em Lan, là hai đứa mình sẽ bàn chuyện về cái lờ trong Thiền Am. Tức là có những cái lờ làm nên câu chuyện, có những cái lờ làm cho người đàn ông thất bại. Thì sau cái live này anh sẽ làm sau cái một cái clip video clip này, anh sẽ làm một cái video clip với nội dung là anh Minh Tùng và em Lan cùng ngồi với nhau bàn chuyện về cái lờ nào tạo nên tiền tỷ, cái lờ nào tạo nên vài trăm vài chục ngàn. Nói chung là anh với em mình sẽ làm một cái live, anh sẽ tâm sự cho em nghe câu chuyện cái lờ trong Thiền Am. Cái lờ là cái gì em Lan? Là lờ ôn ôn quyền đó, tới đó thôi ha. Tại vì cái like của anh thì cô chú anh chị già lớn tuổi nghe rất là nhiều, cho nên mình chỉ là lờ ôn nờ ôn quyền ngân. Thì anh sẽ làm một cái clip tặng riêng cho em Lan. Mình sẽ tâm sự với nhau về cái lờ trong Thiền Am. Cái lờ nào làm nên câu chuyện, tại sao ông Lê Tùng Vân lại ham cái lờ, thích cái lờ. Cuộc sống của ông Lê Tùng Vân tại sao không rời xa được cái lờ. Thì anh sẽ tặng cho Lan một cái clip chuyện Thiền Am xoay quanh cái lờ. Rồi gửi em Lan một ít nội dung vậy thôi ha. Rồi thì con chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và mọi người đã xem cái clip buổi sáng ngày hôm nay. Thì trong cái clip buổi sáng ngày hôm nay có những từ ngữ không hay, thô tục hoặc là thô thiển, gây khó chịu cho các cô chú lớn tuổi cũng như là bạn bè anh chị người nghe khó chịu, thì mong cô chú anh chị và mọi người bỏ qua cho Minh Tùng. Bởi vì đối với cái gia đình Lê Tùng Vân này thì phải dùng những cái từ ngữ như vậy thì mới xứng đáng với cái việc làm của họ, chứ mà nói nhẹ nhàng quá thì nó không có xứng đáng, nó không có xứng tầm với Lê Tùng Vân. Rồi con Lê Thanh Minh Tùng xin được phép tạm ngưng tại đây. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và mọi người đã vào xem cái clip buổi sáng ngày hôm nay. Rồi con chúc cô chú anh chị và mọi người một buổi sáng vui vẻ và một ngày làm việc thật tốt. Rồi con Minh Tùng hẹn cô chú anh chị và mọi người ở một cái video clip sau. Rồi con xin thân ái chào tạm biệt.